chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm của VinMark. Và ngày hôm nay tại công ty em có một chiếc máy băm cành sử dụng động cơ điện motor 3 pha cho khách hàng ở Thái Bình. Em sẽ review cho mọi người về cái sản phẩm này để những cô chú anh chị đang tìm mua một chiếc máy băm cành băm gỗ làm giải pháp xử lý được các chế phẩm sinh học, các cái chất thải sinh học, thì mọi người hãy ở lại cái video này cùng em. Mọi người có thể nhìn thấy máy này động cơ khá là lớn, máy khá là đồ sộ, nhưng với việc có lắp bánh xe và phần tay cầm ở phía sau giúp việc di chuyển máy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Di chuyển máy đi một cái vị trí xa hơn thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn là việc mình phải khênh tay. Chỉ cần một người thôi có thể là di chuyển cái con máy này một cách dễ dàng. Phần bệ khá là chắc chắn, cũng là dày dặn. Sơn một lớp sơn tĩnh điện màu đỏ giúp máy bền hơn theo thời gian và tránh bị các cái tác nhân của môi trường làm ảnh hưởng, làm xấu đi cái mỹ quan của cái máy. Phần đế ở dưới này có một cái lớp mút dày giúp trong quá trình máy vận hành thì máy dễ được êm hơn. Phần motor và phần buồng băm sẽ được kết nối với nhau bằng trục dây Cura, một cái ốp bảo vệ giúp cho người vận hành máy sẽ được an toàn hơn. Và dịch lên phía trước thì đây là cái bộ phận cửa xả. Cổ xả giống như một cái cổ hạc, khi sau khi mà băm ra thì chế phẩm sẽ được đẩy ra bên phía bên trên này. Mọi người có thể điều chỉnh máng màu đen ở bên trên này để chúng ta có thể đẩy cái thành phẩm ra xa hoặc gần. Trong quá trình vận hành máy, sử dụng máy, muốn vệ sinh bộ lưỡi dao, mọi người có thể tháo các cái vị trí ốp này ra để chúng ta có thể vệ sinh máy. Sau mỗi một lần dùng máy, khuyến khích khách hàng vệ sinh cái hệ thống dao, bởi vì băm các cái cành cây tươi này nó sẽ còn có nhựa, nên là khi chúng ta vệ sinh dao như vậy thì dao sẽ sắc bén hơn và lần sử dụng sau thì cũng sẽ tốt hơn. Để cửa nạp nguyên liệu khá là lớn nên là chúng ta có thể cho nguyên liệu nhiều. Bộ dao có chiều dài là 30 cm, giúp trong quá trình vận hành sẽ băm một cách rất là khỏe khoắn. Dao được làm từ nguyên liệu thép trắng nên là dao sẽ rất là bền. Có một cái mảnh chúng ta băm, tránh được cái trường hợp các cái răm nó bị bắn ngược lại, thì những cái này nó là vật cản để chúng bị đẩy ra ngoài, không bị ảnh hưởng đến người sử dụng. Ở trên cái phần cửa nạp nguyên liệu này mọi người cũng có thể nhìn thấy an toàn hơn trong quá trình sử dụng, thì VinMark khuyến khích khách hàng nên sắm một cái bộ đồ bảo hộ cái phần tai để khi mà máy chạy có tiếng ồn cũng sẽ giảm thiểu được cái tiếng ồn ở bên tai mình. Sẽ đeo kính để tránh những cái thành phẩm nó bị bắn vào mắt. Chúng ta sẽ đội mũ hoặc là đeo bao tay. Cái việc sử dụng motor 11kW 3 pha thì chiếc máy này có thể hoạt động được nhiều giờ đồng hồ, motor 100% dây đồng và được bảo hành bởi VinMark trong vòng 12 tháng. Nên khi quý khách hàng sử dụng thì mọi người hoàn toàn yên tâm, có automat rất là an toàn, giúp người vận hành máy yên tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm này. Mọi người nhận máy thì kỹ thuật viên của VinMark sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu điện. Ngoài ra có kèm theo một phụ kiện để chúng ta có thể siết lại các cái vị trí ốc cũng như là tháo lắp các chi tiết của máy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trước mỗi lần hoạt động, VinMark khuyến khích khách hàng là kiểm tra tại các cái vị trí ốc, mọi người sẽ siết chặt lại để tránh trường hợp rơi mất ốc ảnh hưởng đến các chi tiết của máy. Việc sử dụng motor 11kW này thì năng suất được cành cây băm được gỗ lên tới 2 tấn một giờ, rất là phù hợp cho các cái khu công nghiệp tái chế lại các cái rác thải sinh học. Ngoài sử dụng motor 3 pha này thì quý khách hàng có thể sử dụng với các cái dòng đầu nổ này hoặc là động cơ chạy xăng. VinMark luôn luôn tự hào là một đơn vị cung cấp ra thị trường các cái dòng máy băm cành từ chạy xăng đến chạy điện, từ dòng mini đến dòng công nghiệp cho quý khách hàng. Nếu quý cô chú anh chị cùng các bạn mà đang tìm mua một chiếc máy băm cành cây và băm gỗ thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.